Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn ngày hôm nay ở Cromwell. Đây là lần đầu tiên mình đến địa điểm này vào đúng vào mùa thu. Cách đây khoảng 2 năm mình đến đây nhưng mà lá vàng đã rụng hết rồi. Nên nếu các bạn muốn đi chụp lá vàng như ở đây thì hãy cố gắng đến đây vào khoảng tầm giữa tháng 4 cho đến cuối tháng 4 nhé. Các bạn có thấy đẹp không ạ? Mình sẽ để lại địa chỉ để các bạn ở gần đây có thể đến Cromwell nhé. Cách Queenstown khoảng tầm gần 1 tiếng lái xe thôi, không quá xa. Nha. Đây này. 1 2 3.